Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ARK. Mình sẽ làm về cuộc đời của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hay còn gọi là ông trời đó. Theo thần thoại truyền rằng Ngọc Hoàng đã trải qua 10 vạn kiếp thì mới trở thành vua của muôn loài, trở thành cửu ngũ chí tôn như ngày hôm nay. Nhưng mà ít ai biết rằng mỗi kiếp ông ấy trải qua đều vô cùng đau khổ và vô cùng khắc nghiệt. Vậy thì ngày hôm nay xin mời các bạn đến với một kiếp của Ngọc Hoàng để xem ông ấy đã trải qua những điều kinh khủng gì. Trải qua 9.999 kiếp đến kiếp thứ 10 vạn, tức là kiếp cuối cùng, đã trở thành thượng đế muôn loài. Tại kiếp này, Ngọc Hoàng được tái sinh thành một quả trứng rồng đặc biệt. Trong quả trứng rồng này có 3 con rồng tượng trưng cho 3 tính cách khác nhau của Ngọc Hoàng. Con rồng vàng đại diện cho chính nghĩa, rồng đỏ đại diện cho tà ác, con rồng xanh đại diện cho trung lập. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Trước khi đắc đạo trở thành thần thánh thì Ngọc Hoàng cũng có tính cách tà ác bên trong người của mình. Nhưng liệu ông ấy có thể khống chế được nó và trở thành bậc tiên nhân hay không? Thì lúc này quả trứng rồng đặc biệt này cũng bắt đầu nứt ra. 3 cái con rồng con bên trong cũng hòa nhập lại thành một và tạo thành một cơ thể rồng màu trắng trông rất là đẹp mắt. Ban đầu chào đời, rồng Ngọc Đế mang thiện chí trong người của mình, mang sự chính nghĩa nên cũng đã dùng sức mạnh bay khắp mọi nơi để cứu vớt những sinh vật yếu đuối khác. Ngày ấy bay tới đâu thì đẩy lùi sự tà ác tới đó. Những con quái vật độc ác, những con yêu tinh bàn độc đã bị ngày ấy tiêu diệt cho không thương tiếc. Đặc biệt nhất là những trận chiến giữa rồng Ngọc Đế với lại lũ mãng xà khổng lồ. Lũ mãng xà ngàn năm đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Bọn chúng ăn bất cứ sinh vật nào đi ngang qua và thậm chí còn nuốt luôn cả những thần tiên cấp thấp đi lạc vào đây. Thấy thế, Ngọc Đế cũng nhanh chóng ra tay và sử dụng sức mạnh hiện tại của cơ thể rồng của mình hủy diệt bọn chúng một cách rất dễ dàng. Một con, hai con, hàng chục con và hàng trăm con mãng xà cuối cùng đã bị rồng Ngọc Đế tiêu diệt sạch. Tuy nhiên, lũ mãng xà đó trước khi chết thì máu của bọn chúng văng tứ tung, văng lên cả người của rồng Ngọc Đế, thấm vào trong cơ thể của rồng và làm cho Ngọc Đế càng ngày càng điên tiết mà ông ấy không hề biết. Thế rồi rồng chúa trời của chúng ta cũng ra tay hủy diệt tất cả giống dòng loài mãng xà và không phân biệt đúng hay sai nữa. Thì lúc bừng tỉnh lại thì rồng Ngọc Đế cũng cảm thấy mình rất là hối hận. Lúc này ông ta lại gặp thêm một con rùa gai đang tàn độc tấn công sinh vật khác. Lần này rồng Ngọc Đế sẽ không giết nó mà chỉ thu phục nó và biến thành thú cưỡi cho mình mà thôi. Đồng thời lúc này sự tàn độc giết chóc trước đó của rồng Ngọc Đế cũng đã khiến cho cơ thể của ông ta dần dần chuyển sang màu đỏ các bạn à. Không còn màu trắng giống như Ngọc Trinh lúc đầu nữa. Do đó ông ta cần phải đi sửa sai lỗi lầm của mình. Nhưng mà chưa kịp di chuyển được đi xa thì bỗng dưng rồng Ngọc Đế lúc này đã bắt gặp được hiện thân của chúa tể ác ma. Xin chào ngài rồng Ngọc Đế. Ngài khỏe không? Ngài tái sinh vào kiếp này, chắc có lẽ chúng ta có duyên kết bạn với nhau. Hãy cùng ta gia nhập vào ác ma. Ngài sẽ thỏa cơn khát máu, cơn giết chóc. Nghe thấy những lời dụ dỗ của hiện thân ác ma, rồng Ngọc Đế rất là tức giận. Mặc dù rồng Ngọc Đế đang ở trạng thái nửa tà ma, nửa chính nghĩa, nhưng ông ấy nhất quyết không muốn nghe theo lời của hiện thân tà ma kia và thậm chí còn tấn công luôn cả hiện thân của tà ma, khiến nó biến mất. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bẫy của lũ ác ma muốn rồng Ngọc Đế sẽ mãi mãi trở thành ác long hoàn toàn mà thôi. Sau khi biến mất, chúa tể ác ma đã tạo ra vô vàn chướng ngại vật đã khiến cho rồng Ngọc Đế hiện tại bây giờ lại tiếp tục cấu xé, tiếp tục giết chóc và khiến cho rồng Ngọc Đế chỉ mãi mãi nghĩ đến việc chém giết và chìm trong biển máu mà thôi. Và rồi kế hoạch của chúa tể ác quỷ gần như cũng đã thành công. Rồng Ngọc Đế cứ mãi mê di chuyển, mãi mê cắn xé và tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật đầy máu phía dưới. Nhưng mà ông ấy không hề biết rằng ông ấy đã vô tình gia nhập vào ma đạo và thật sự trở thành một con rồng ác quỷ thật thụ. Sau khi tiêu diệt và xé ăn thịt hết tất
cả lũ quái vật đầy rướm máu dưới đây, thì Rồng Ngọc Hoàng một lần nữa lại thay đổi cơ thể của mình. Nhưng lần này không còn là chính nghĩa nữa, mà Rồng Ngọc Đế đã hoàn toàn biến thành một con quỷ long, một con ác long kinh thiên động địa. Tâm trí của ngài ấy biến thành một con ác quỷ, đụng bất cứ sinh vật nào là hủy diệt sinh vật đó. Chẳng lẽ đến đây Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không được trở thành thần thánh và sẽ bị ác quỷ giam giữ mãi mãi ở đây hay sao? Vâng, với cái hình dạng mới vô cùng kinh khủng thì Rồng Ngọc Hoàng cũng đã nuốt luôn thú cưng của mình là con rùa kia và nhanh chóng bay lên cao, bắt đầu cuộc tàn sát thảm khốc. Tiếng la hét của những sinh vật khác dù mạnh hay yếu khi gặp Rồng Ngọc Hoàng đều phải đi xuống chầu Diêm Vương hết. Tình chúa tể ác ma, hắn đã dùng khả năng của mình và nhìn thấy tình trạng của Rồng Ngọc Hoàng, hắn cảm thấy rất vui vì kế hoạch của hắn đã vô tình hoàn toàn thành công, khiến cho Rồng Ngọc Hoàng phải gia nhập ma đạo. Bỗng dưng lúc này từ trên trời đã xuất hiện rất là nhiều rồng thần khác bay quanh Rồng Ngọc Đế và khuyên Rồng Ngọc Đế hãy mau tỉnh dậy đi, hãy mau thức tỉnh đi, ngài đang làm sai đó, tại sao ngài lại giết chóc như thế kia. Những lời khuyên nhủ của những thần tiên rồng màu trắng cũng đã khiến cho Rồng Ngọc Đế chợt bừng tỉnh. Ông ta cảm thấy vô cùng hối hận với những việc làm của mình. Ông ta cũng đã cố gắng kiềm chế lại những cái hành động tàn ác. Không, không, ông ta nghĩ rằng ông ta không xứng đáng là rồng nữa, không xứng đáng để trở thành Ngọc Đế nữa. Ông ta phải tìm những cái kẻ ác ma, tiêu diệt hết bọn chúng, rồi sau đó chết chung với bọn chúng để tạ lỗi. Thế là Rồng Ngọc Hoàng cũng đã tĩnh tâm lại, sau đó quan sát và lắng nghe khắp mọi nơi để ngửi ra mùi của bọn ác ma tà đạo. Và ông ấy cũng đã định hướng được tên chủ thể ác ma đang ở đằng kia. Ông ấy cũng nhanh chóng tiến lại gần đó và đúng như những gì ông ấy tìm kiếm, đã phát hiện được hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rồng Ngọc Đế đang ở trạng thái tà ác cũng lao tới, hồng muốn xé xác hiện thân của ác ma. Ngọc Đế, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta hay sao? Hãy suy nghĩ lại đi, hãy gia nhập cùng chúng ta. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu. Không, không. Dưới sự kiên quyết của mình, lần này Rồng Ngọc Đế đã không hoàn toàn bị mắc bẫy nữa. Ông ấy cũng đã hủy diệt luôn hiện thân của ác ma và đánh bại hoàn toàn nguồn năng lượng xấu xa ra khỏi cơ thể của mình. Rồng Ngọc Đế một lần nữa thay đổi cơ thể và chuyển sang hình dạng màu vàng vô cùng đẹp mắt, hình dạng của chính nghĩa, thiện niệm, chí tôn. Vâng, mặc dù đã có được hình dạng vô cùng tuyệt vời này rồi, nhưng mà Rồng Ngọc Đế vẫn không hề chủ quan. Lúc này ông ấy vẫn cảm nhận lũ ác ma vẫn đang tồn tại và đang sinh sống ở một nơi nào đó bí ẩn. Ông ấy cần phải đi đến nơi đó và tiêu diệt sạch sẽ lũ ác ma mới được. Thì trên đường di chuyển, lũ ác ma cũng đã khiến cho những sinh vật ở khu vực mà Rồng Ngọc Đế đi qua trở nên điên tiết, tấn công luôn cả Rồng Ngọc Đế, để hòng muốn khích tướng Rồng Ngọc Đế, khiến cho Rồng Ngọc Đế phải ra tay tàn sát. Nhưng chúa tể của chúng ta lại bắt đầu nhẫn nhịn, không hề ra tay với những sinh vật đang bị điều khiển vô tội kia. Ông ấy đã lướt qua để cho bọn chúng tấn công vào cơ thể của mình, nhẫn nhịn chịu đau. Vâng, cái yếu tố để trở thành thần thánh đó chính là phân biệt được đúng, sai và khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn, chỉ trừng phạt kẻ ác mà không được tàn sát những người lương thiện. Và vô tình Rồng Ngọc Đế cũng đã trải qua được điều này. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng Rồng Ngọc Đế cũng tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn tà ma thật thụ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Và đó chính là lũ hắc long ác quỷ. Bọn chúng vì ganh tị với Rồng Ngọc Đế, tại sao cũng là rồng, nhưng bọn chúng lại ở cực điểm của tà đạo, còn Rồng Ngọc Đế lại ở cực đỉnh của vinh quang chứ. Bọn chúng không phục nên muốn biến Rồng Ngọc Đế trở thành tà ma giống bọn chúng. Nhưng mà mọi chuyện đã thất bại hoàn toàn. Giờ đây ngược lại còn bị Rồng Ngọc Đế tìm ra chỗ ẩn nấp và tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng, kết thúc toàn bộ ác ma tại trần thế này. Vượt qua được đại kiếp nạn thứ 10 vạn này và cuối cùng Ngọc Đế cũng đã chuyển hóa thành thần, trở thành vị chúa tể của muôn loài, Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ nội dung giải trí của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.